Thanh tại xã Thiền Sinh, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu, tổng kết ngày hội Internet. Bà con và các bạn thân mến, vào 9 giờ ngày 23 tháng 11 năm 2015 vừa qua, xã Thiền Sinh, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu đã tổ chức ngày hội Internet tại xã Thiền Sinh. Đây là một sự kiện thuộc khuôn khổ dự án nâng cao khả năng sử dụng máy tính và truy cập Internet công cộng tại Việt Nam do quỹ Bill Gates tài trợ. Với sự tham gia đông đảo của người dân xã Thiền Sinh, ngày hội Internet đã thành công tốt đẹp, mang tới cho bà con nhân dân một cách nhìn đầy đủ hơn về vai trò của Internet đối với xã hội nông thôn ngày nay. Theo thống kê của ban tổ chức ngày hội Internet xã Thiền Sinh, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu đã thu hút nhiều lượt người tham gia dự. Đến với ngày hội Internet, người dân đã được các cán bộ kỹ thuật hướng dẫn cách sử dụng máy tính và Internet miễn phí. Nhiều bà con chưa từng biết sử dụng máy tính, nhưng với sự hướng dẫn tận tình của cán bộ kỹ thuật đã có thể tự tìm những thông tin cần thiết cho mình trên mạng Internet. Có những người đã tìm được nhiều thông tin hữu ích ngay tại ngày hội, như các chính sách của Đảng, Nhà nước, các kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi.